Tường tận cuộc sống của 6 bà mẹ đơn thân xinh đẹp, nghị lực nhất VTV, nhìn vào chỉ biết ước. Huyền Ly Di. Huyền Ly Di nổi tiếng là một trong những hot girl đời đầu của đất Hà Thành. Sau này khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định theo đuổi con đường diễn xuất và trở thành gương mặt vàng của màn ảnh Việt Nam với các bộ phim như Ngược chiếu nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu và mới đây nhất là phim Thương ngày nắng về. Hôn nhân của Huyền Ly Di khá lận đận. Năm 22 tuổi, khi sự nghiệp đang trên thời kỳ đỉnh cao, cô nàng đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi lên xe hoa với ông xã hơn 8 tuổi. Được biết, trước khi quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi, cô và ông xã đã có 5 năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, cô lui về hậu phương, tập trung chăm sóc cho gia đình sau khi kết hôn và sinh con cho ông xã. Chồng cũ của cô là Linh Hoàng và cũng là mối tình đầu của nữ diễn viên. Họ chia tay sau 5 năm chung sống. Tuy nhiên, người đẹp từ chối chia sẻ về nguyên nhân khiến cho hôn nhân của nữ diễn viên đổ vỡ. Bên cạnh đó, cô cũng quyết định quay trở lại với màn ảnh, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Ra đi tay trắng, Huyền Ly Di đã quyết định làm lại cuộc đời. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Ngày 27 Tết năm 2018, tôi chào bố mẹ chồng, ôm con và xách vali về nhà đẻ. Con gái đi lấy chồng mà phải về nhà đẻ ăn Tết thì ê chề lắm, nhưng mọi chuyện xảy ra quá sát Tết nên tôi chẳng biết đi đâu, chỉ còn cách nương nhờ vào bố mẹ mà thôi. Huyền Ly Di đã từng ngậm ngùi. Sau đó, Huyền Ly Di bán hàng online để trang trải cuộc sống. Với nền tảng là một sinh viên loại giỏi của ngành quản trị kinh doanh, cô đã thành công lấn sân sang kinh doanh. Được biết, hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 là CEO của 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Trong lễ bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc mới đây, Huyền Ly Di khiến cho ai nấy đều phải suýt xoa, công nhận cô tài sắc vẹn toàn. Bà mẹ một con được khen là ngày càng quyến rũ sau khi ly hôn, cô đã mua được nhà và xe riêng, có cuộc sống thoải mái và sung túc. Hiện tại, bé Nem đã được hơn 6 tuổi, càng lớn cậu bé càng trổ nét, chuẩn hot boy nhí, được ông bà nội và ông bà ngoại hết mực yêu thương. Về mối quan hệ với chồng cũ, Huyền Ly Di khẳng định cô và người ấy vẫn xem nhau là bạn bè để cùng nuôi dưỡng và chăm sóc con trai chung. Thu Quỳnh được mệnh danh là nữ phụ tài năng và xinh đẹp nhất nhì trong màn ảnh Việt, thế nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên Thu Quỳnh vô cùng lận đận. Cụ thể, vào năm 2014, Thu Quỳnh lên xe hoa với diễn viên Chí Nhân, nhanh chóng sinh được một cậu con trai. Những tưởng hôn nhân của nữ diễn viên sẽ ngày càng viên mãn, nào ngờ cuối năm 2015, Chí Nhân bị tung hàng loạt ảnh tình tứ bên MC Minh Hà. Sau đó ít lâu, Thu Quỳnh tuyên bố ly hôn và quyết định sẽ làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng cậu con trai trong suốt 5 năm vừa qua. Hiện tại, Thu Quỳnh và con trai có cuộc sống khá ổn định. Ngoài sở hữu nhà sang, Thu Quỳnh còn tậu chiếc ghế hộp đắt giá làm phương tiện di chuyển trong công việc và đưa đón con trai hàng ngày. Phải nói rằng, Thu Quỳnh là một bà mẹ đơn thân vô cùng mạnh mẽ, độc lập và tài giỏi. Những năm vừa qua, nhờ cách nghĩ tích cực luôn hướng về phía trước, Thu Quỳnh ngày càng thành công trong sự nghiệp, đồng thời trở thành mẫu phụ nữ xinh đẹp khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Nữ diễn viên cho biết mình không nghĩ đến chuyện đi bước nữa trong thời điểm này, bởi vì hiện tại cô cảm thấy cuộc sống của mình đã quá tốt. Ngọc Lan. Ngọc Lan cũng là một trong những sao nữ rất lận đận, hiện đang là mẹ đơn thân sau ly hôn với chồng cũ Thanh Bình sau 10 năm bên nhau. Song giống với Huyền Ly Di và Thu Quỳnh, Ngọc Lan rất mạnh mẽ và độc lập. Nói có sách, mách có chứng. Từ sau khi ly hôn, Ngọc Lan đã khiến cho nhiều người không khỏi trầm trồ khi cô liên tục tậu nhà sang, xế hộp đắt tiền, chứng minh thực lực đáng gờm của mình. Không dừng lại ở việc tài sản tăng dần đều, Ngọc Lan còn bắc tiến, đóng bộ phim vô cùng thành công. Cô lấn sân sang lĩnh vực MC của nhiều chương trình như Bạn Muốn Hẹn Hò, Gõ Cửa Thăm Nhà, sánh đôi cùng với MC Quyền Linh. Ngọc Lan cho biết, ly hôn vì hết duyên, hai người vẫn cùng nhau chăm sóc con trai. Tuy vậy, cô nàng cho biết tránh trường hợp gặp lại chồng cũ nếu như không cần thiết. Năm 2021, Thanh Bình, chồng cũ của Ngọc Lan đã bị một cô gái tố lăng nhăng, yêu đương cô gái này ngay trong lúc đang có vợ. Về tin đồn này, Ngọc Lan chỉ im lặng. Cô cho biết mỗi người có một cuộc sống riêng. Ngọc Lan chia sẻ, hiện tại mình không nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi khá ích kỷ, không muốn người khác bàn luận hay nói về con trai của mình. Con tôi thì tôi dạy, tôi không muốn rắc rối với các mối quan hệ rồi làm tổn thương con của mình. Nếu như gặp người phù hợp, Ngọc Lan chỉ muốn hẹn hò, không có ý định sống chung hoặc kết hôn. Cô cho biết đến thời điểm hiện tại, mình vẫn luôn giữ vững lập trường này. Hương Giang. Hương Giang để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả thông qua những bộ phim đình đám như Mùa Hoa Tìm Lại, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Con Gái Nhà Người Ta. Ngoài đời, Hương Giang thoát vai, trở thành một cô MC vô cùng xinh đẹp. Được biết, Hương Giang sinh năm 1989, nữ diễn viên kết hôn năm 22 tuổi với một người Hàn Quốc, sinh con rồi ly hôn trong im lặng. Hiện tại, Hương Giang và con gái có cuộc sống khá thoải mái, mua được nhà riêng trị giá hơn 7 tỷ đồng tại Hà Nội. Cô đã từng chia sẻ, nói một lần duy nhất, tôi đã từng kết hôn và có một cô con gái. Tôi chẳng bao giờ phải buồn hay xấu hổ hay chối bỏ sự thật này. Đơn giản là vì họ là những người yêu thương của tôi và tôi chỉ muốn cuộc sống của họ được bình yên.
Theo cô, sau khi ly hôn, mình và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí gái quê Hương Giang còn từng thừa nhận bản thân không nuôi con một mình mà có sự giúp đỡ từ phía chồng cũ và gia đình chồng. Những ngày mà Hương Giang bận đi diễn show sẽ gửi con về nhà nội và chồng cũ để chăm sóc. Diễn viên Hương Giang mới chia tay với diễn viên trẻ Đình Tú sau 6 năm hẹn hò trong quá nhiều sự tiếc nuối của cư dân mạng. Cô cho biết tất cả là do duyên số, cuộc tình của họ không có sự xuất hiện của người thứ ba. Lương Thu Trang. Diễn viên Lương Thu Trang sinh năm 1990 và đang làm việc tại nhà hát tuổi trẻ, cô hiện tại đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai xinh xắn. Trong suốt 7 năm vừa qua sau ly hôn, cô nàng vẫn độc thân và đang một mình nuôi con. Khi mới ly hôn, Lương Thu Trang không có việc làm, không có tiền, gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Nhờ nỗ lực của bản thân mà hiện tại, nữ diễn viên đã mua được nhà và có cuộc sống khá êm ấm. Nữ diễn viên Hướng Dương Ngược Nắng cho biết hiện tại cô vẫn đang độc thân và không quá đặt cao tiêu chí cho nửa kia của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tầm gửi bản thân vào bất cứ ai nữa, tôi đợi duyên tới. Ngày xưa hôn nhân đổ vỡ là do tôi còn quá trẻ, tính sở hữu cao, nhưng sau những biến cố đó tôi đã trưởng thành hơn, tôi sẽ chờ một người đàn ông tôi cảm nhận được sự chân thành và bao dung ở họ. Thùy Dương. Thùy Dương sinh năm 1988 tại Hà Nội, cô được đông đảo khán giả biết đến qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình Nơi Ẩn Nấp, Bình Yên, Hoa Nở Trái Mùa, Người Phán Xử, Mê Cung. Nữ diễn viên đã từng tốt nghiệp khoa quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Liên tiếp gây ấn tượng cho từng vai diễn từ lớn đến nhỏ trên sóng truyền hình, mới đây Thùy Dương được mời vào vai Ngọc Trâm trong bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Thùy Dương đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thậm chí cô kết hôn khi còn rất trẻ, ly hôn lúc mới 21 tuổi. Họ có cùng một con gái tên là Gia Linh. Vì kết hôn khi còn quá trẻ nên cuộc sống gia đình của Thùy Dương liên tục gặp xích mích và bất hòa, cộng thêm tình cảm chưa sâu nặng nên cả hai đã nhanh chóng tiến tới ly hôn chỉ sau đó một năm. Làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, Thùy Dương đã từng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Đã có lúc cô nghĩ nếu bản thân không lập gia đình sớm, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiện tại, Thùy Dương đã có một cuộc sống ổn định cùng với con gái trong một căn nhà nhỏ xinh xắn tại Hà Nội. Ngoài công việc diễn xuất, Thùy Dương hoạt động tại nhà hát kịch Hà Nội. Sau 10 năm nuôi con một mình, nữ diễn viên đã trở nên cẩn trọng, không vội vàng và không muốn dành nhiều thời gian cho một ai đó. Các bạn thấy đấy, dàn mỹ nhân VTV là mẹ đơn thân đều là những người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Tuy cuộc sống hôn nhân gập ghềnh sóng gió, nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua để chăm lo cho con cái có cuộc sống sung túc đầy đủ nhất. Và đặc biệt, dù vất vả đến mấy, họ vẫn luôn đề cao tiêu chí, yêu thương bản thân của mình.